Dạ vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Doji. Ngày hôm nay thì nhà sành Doji sẽ giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm áo khoác gió đồng giá là 250k trên một sản phẩm bất kỳ. Và quý anh chị chúng ta mua từ 2 sản phẩm trở lên hoặc là mình chuyển khoản trước thì sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý anh chị chúng ta ước mãn hào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Doji tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Doji là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý anh chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên mà nhà sành Doji giới thiệu đến quý chị thì sẽ là một chiếc áo khoác gió đến từ thương hiệu Descente. Em này thì sẽ là kiểu áo liền này, nó sẽ là không có khóa. Chất liệu của mình sẽ là chất liệu gió một lớp để đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc lên thoải mái, dễ chịu và chắn gió, chống bụi được tốt. Mã của em này sẽ là A645, chiều dài là 66 và sau là 70, ngang sẽ là 57. Size L cho quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh khoảng 65 đến 70 kg thì mình có thể lựa chọn em này. Cái thiết kế của em này thì sẽ là cái thiết kế rất là thể thao và cũng rất là đơn giản để quý chị chúng ta có thể lựa chọn là mình mặc hàng ngày. Và độ mới của sản phẩm cũng còn rất là cao luôn. Bên trên ngực áo mình có một cái phần thêu tên và logo của thương hiệu. Mã của sản phẩm này sẽ là A645. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế áo khoác gió với cái tông màu tím. Em này là một sản phẩm của nhà Dunlop Motorsport. Mã của mình sẽ là A646, chiều dài là 58 và sau là 63 và ngang sẽ là 47 cm. Với sản phẩm này quý chị chúng ta xung quanh khoảng 60 kg thì mình có thể là tự tin mình đặt hàng này. Độ mới của sản phẩm này còn rất là cao. Các bác thấy thì cái sản phẩm của mình nó sẽ là cái tông màu tím và nó sẽ hơi bóng nhẹ lên một chút do là ảnh hưởng cái phần ánh đèn của mình, nên là trông trên live nó sẽ bóng hơn ở bên ngoài một chút này. Bên trên vai áo mình có một cái phần thêu, một cái phần in logo, in tên của thương hiệu Dunlop ở bên trên như thế này. Ở trong này thì sẽ là tem mác chính hãng. Chất liệu của mình là chất liệu gió hai lớp, bên trong sẽ lót cho quý anh chị một cái phần lớp lót lưới nữa, nên là mình yên tâm về cái độ chắn gió chống bụi của sản phẩm này. Với cái sản phẩm này thì rất là thích hợp để quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc khi mà các bác phải chạy xe ngoài đường. Cái form dáng suông rất là dễ mặc, dễ dùng. Em này thì sẽ là mặc nó sẽ là hơi ô một chút. Và cái thiết kế của mình giờ đây sẽ có hai cái phần túi chéo này, và túi toàn bộ là có khóa hết nên là quý chị chúng ta đựng đồ mình cũng không lo là bị rơi bị mất. Mã của mình sẽ là A646. Tiếp theo sẽ là một thiết kế áo khoác gió với cái tông màu đen, dành cho bác nào yêu thích cái phong cách tối giản nhẹ nhàng thì chúng ta có thể lựa chọn em này. Mã sẽ là A647, chiều dài là 71 và ngang là 61, size XL. Cho quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh 70-75 kg thì có thể là yên tâm lựa chọn sản phẩm này. Em này rất là đơn giản luôn. Dưới đây chúng ta sẽ có hai cái phần túi chéo này để cho quý chị chúng ta sử dụng mình giữ ấm tay cũng như là mình đựng đồ đạc, đựng ví, tiền, điện thoại. Chất liệu của mình sẽ là chất liệu gió một lớp thôi. Bác nào đang tìm kiếm các cái sản phẩm áo khoác gió nhẹ nhàng để chúng ta mặc lên nó thoải mái dễ chịu thì có thể là cân nhắc lựa chọn em này. Cái tông màu đen rất là dễ dàng để quý chị có thể phối đồ với tất cả các thể loại trang phục quần áo khác nhau. Mã của sản phẩm sẽ là A647, cho quý chị chúng ta có thể là coi qua một chút toàn bộ cái form dáng cũng như là các cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế áo khoác gió. Em này sẽ là một thiết kế của nhà Lotto. Cái sản phẩm này của mình sẽ là một con gió rất là dày dặn luôn để phục vụ cho quý chị nào chúng ta có nhu cầu tìm kiếm các cái sản phẩm áo khoác gió để chắn gió chống bụi cũng như là giữ ấm tốt thì chúng ta lựa chọn em này. Tem mác của Lotto chính hãng cho quý chị. Bên trên ngực áo mình có một cái phần logo và tên của thương hiệu. Mã sẽ là A648, chiều dài là 74 và ngang sẽ là 61, size L. Cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70 kg mình có thể lựa chọn em này. Cái tông màu chủ đạo của mình sẽ là cái tông màu đen nên là cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta lựa mặc hàng ngày, rất là dễ phối đồ luôn. Và nó sẽ có thêm một vài các chi tiết với cái tông màu xanh than, đều là những cái tông màu rất là dễ để quý chị chúng ta sử dụng. Mã A648 cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn cái chất liệu bên trong này, nó rất là dày dặn, bên trong có thêm một cái lớp vải lót lưới để đảm bảo cho quý chị chúng ta mặc lên thoải mái dễ chịu. Độ mới của này còn rất là cao nên là bác nào vừa vặn với sản phẩm này thì chúng ta tranh thủ chúng ta chốt đơn mã A648. Tiếp theo thì sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu New Balance, một con áo với tông màu xanh than. Phối cho mình sẽ là cái thiết kế tông màu đỏ, tông màu cam, mã A649, chiều dài là 67, ngang là 62. Size M cho quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh 60-65 kg thì có thể lựa chọn em này. Cái form dáng của mình cũng là thiết kế form dáng suông, tông màu xanh than và chất liệu gió hai lớp này, bên trong có thêm một cái lớp nỉ mỏng nữa để đảm bảo với quý chị là chúng ta mặc lên vừa thoải mái dễ chịu mà vừa có thể là giữ ẩm, chắn gió chống bụi cho mình. Tem mác chính hãng đầy đủ của nhà New Balance. Mã của mình sẽ là A649 này, cho quý chị chúng ta có thể là quan sát kỹ một chút cái form dáng cũng như là các cái chi tiết của sản phẩm. Ở mặt đằng sau sẽ là thiết kế trơn.
Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến một sản phẩm nữa cũng với cái tông màu xanh tham. Mã của sản phẩm này thì sẽ là A650, chiều dài là 62, ngang là 57 và vai là 48. Em này thì sẽ có cho mình một cái túi ngang ở trước ngực này, và dưới đây thì sẽ là túi chéo cho quý chị chúng ta sử dụng. Cái phần túi này còn có khóa rất là cẩn thận luôn, nên là các bác yên tâm mình có thể đựng một vài cái vật dụng quan trọng ở trên này. Và cái độ mới của em này còn rất là cao. Bác nào yêu thích những cái thiết kế cổ bẻ thì có thể là lựa chọn cái sản phẩm này. Mã của mình sẽ là A650, một thiết kế cũng vô cùng là basic, đơn giản để cho các bác lựa chọn chúng ta mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm, và cái form dáng rất là đẹp luôn, mặc lên vừa gọn gàng vừa thoải mái dễ chịu, mã A650. Và sản phẩm tiếp theo sẽ là một thiết kế áo với tông màu đen. Em này form dáng khá là rộng rãi thoải mái này. Bác nào đang tìm kiếm các sản phẩm big size, hoặc là bác nào cao to bụng bự, chúng ta có thể là lựa chọn ngay cái em áo gió màu đen này, mã A651, chiều dài là 77, ngang là 62 và vai là 52, size 2XL cho quý chị chúng ta từ 75 đến 80kg vẫn có thể là bon chen được em này. Tem mắc đầy đủ cho quý chị này. Và em này thì sẽ là một sản phẩm áo khoác gió 2 lớp, bên trong có cho mình một cái lớp lót lưới nữa, nên là đảm bảo với quý anh chị là chắn gió chống bụi cực kỳ tốt luôn. Ngực áo thì sẽ có một cái logo của thương hiệu, và dưới đây thì sẽ có túi chéo này. Cái túi chéo của mình rất là rộng rãi, các bác tha hồ chúng ta đựng đồ. Mã sẽ là A651, tông màu đen cực kỳ là dễ phối dễ dùng. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế áo tông màu đen của nhà Z Baseball Gear. Mã của mình sẽ là A652, chiều dài là 64, ngang là 58, size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn em này. Một sản phẩm áo cổ bẻ với cái thiết kế rất là trẻ trung năng động. Và cái tông màu đen này thì các bác yên tâm là phối đồ cực kỳ đơn giản rồi. Mặt sau thì sẽ là thiết kế trơn, và toàn bộ các phần cúc của mình ở đây đều có khắc tên của thương hiệu, cũng như là cúc thiết kế bấm này, cúc kim loại bấm. Các bác rất là thuận tiện khi mà chúng ta sử dụng em này luôn. Chất liệu hai lớp dày dặn và bên trong có thêm một cái lớp lót nỉ để đảm bảo với quý chị là mặc lên giữ ấm cũng tương đối là tốt. Mã của mình sẽ là A652. Bác nào yêu thích kiểu dáng cũng như là cái tông màu này của sản phẩm thì chúng ta nhanh chóng là chúng ta chốt đơn em này. Và sản phẩm tiếp theo sẽ là một thiết kế áo đến từ thương hiệu Mizuno. Em này cũng là một thiết kế áo liền, nó không có khóa này. Các bác mặc không khác gì một cái sản phẩm áo phông luôn. Mã A653, chiều dài là 69 và sau là 74 và ngang sẽ là 63cm. Với sản phẩm này thì quý anh chị chúng ta xung quanh khoảng 70-75kg là mình có thể yên tâm lựa chọn. Thiết kế form dáng thể thao năng động, tông màu đen phối với cả tông màu ghi nhạt, rất là hợp lý để cho quý anh chị chúng ta sử dụng. Mình có thể là phối đồ cực kỳ dễ dàng với em này luôn. Cái cổ áo của mình sẽ là thiết kế cổ tròn và chất liệu hai lớp này, bên trong có thêm một cái phần lót nỉ bông. Em này vừa chắn gió chống bụi vừa giữ ấm rất là tốt cho quý anh chị luôn. Và đặc biệt là độ mới của sản phẩm cũng còn rất là cao, form dáng suông và cũng rất là dễ mặc dễ dùng. Mã của mình sẽ là A653, một thiết kế chính hãng của nhà Mizuno. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm nữa, cũng là một con áo khoác gió tông màu đen. Em này thì sẽ đến từ thương hiệu Asics, và đây sẽ là một cái sản phẩm áo gió một lớp này, dành cho bác nào đang tìm kiếm các sản phẩm áo gió mỏng nhẹ thì chúng ta có thể lựa chọn em này. Mã A654, chiều dài là 73, ngang là 56 và vai là 45, size XL cho quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg có thể lựa chọn em này. Cái form của mình sẽ là thiết kế form dáng suông này, một chiếc áo tông màu đen trơn, rất là hợp lý cho quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày. Ngực áo thì sẽ có cho mình một cái phần logo của thương hiệu Asics. Mã của này sẽ là mã A654. Và tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế áo cũng với tông màu đen luôn. Em này là một sản phẩm của nhà Dunlop Motorsport. Mã của mình là A655 và chiều dài là 71, ngang là 59 và vai cũng là 59 luôn. Size XL cho các bác chúng ta từ 70 đến 75kg. Cái phần khóa của mình nó sẽ là cái khóa tông màu đỏ này, để nó nằm nổi bật hơn cái sản phẩm áo của mình. Cái sản phẩm áo này thì cũng là cái thiết kế chất liệu gió một lớp thôi, nên là bác nào mà chúng ta đang có nhu cầu tìm kiếm những sản phẩm áo gió mặc lên thoải mái dễ chịu thì chúng ta có thể là cân nhắc lựa chọn cái sản phẩm này của nhà Dunlop. Một thiết kế cũng rất là cơ bản, form dáng thể thao cho các bác chúng ta sử dụng mặc hàng ngày. Đặc biệt là bác nào phải chạy xe ngoài đường, chúng ta nên lựa chọn cho mình một cái sản phẩm áo gió để mình mặc được thoải mái dễ chịu. Em này thì sẽ có mã là A655, một thiết kế chính hãng của nhà Dunlop. Và sản phẩm tiếp theo sẽ là một con áo khoác gió của nhà Champion. Em này thì sẽ có tông màu của mình sẽ là tông màu xanh tham, mã A656, chiều dài là 71, ngang là 56, size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg mình có thể là lựa chọn này. Cũng là một cái sản phẩm với thiết kế suông trơn, không có quá nhiều các cái chi tiết ở bên trên áo. Tuy nhiên thì cái màu sắc của nó đã là một cái màu rất là nổi bật rồi. Tem mác chính hãng của nhà Champion, chất liệu gió thì hai lớp dày dặn, bên trong có thêm một cái lớp vải lót cho mình để đảm bảo chắn gió chống bụi được tốt hơn.
nước và mã viên này sẽ là A656. Dưới đây cũng có túi chéo để cho quý chị chúng ta sử dụng, mình giữ ấm tay cũng như là mình đựng đồ đạc, đựng ví, tiền, điện thoại khi mà đi ra ngoài. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo. Em này thì sẽ là một sản phẩm áo chất liệu kaki mềm, lên form dáng rất là chuẩn chỉnh cho mình luôn. Một thiết kế của nhà Deplion Best với mã là A657, chiều dài là 66, ngang là 60 và vai là 53, size L cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg. Và em này thì sẽ có cho mình các cái thiết kế túi ở bên trên ngực áo này. Một bên thì sẽ có nắp, có cúc, một bên thì sẽ là có khóa kéo. Dưới đây thì cũng có túi chéo để cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Chất liệu kaki mềm, mặc lên đứng form chuẩn form và cũng rất là thoải mái, dễ chịu. Chất liệu mà đằng trước nó sẽ là hai lớp này, đằng sau thì sẽ là chất liệu cũng là hai lớp luôn, rất là dày dặn. Mã của mình sẽ là A657. Bạn nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sản xuất gì. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo khoác cũng rất là đơn giản basic đến từ thương hiệu Descente. Bên trên này chúng ta sẽ có một vài các cái chi tiết hình in này, các cái chi tiết chữ này nó sẽ là hình in còn rất là nét, còn rất là mới luôn. Mã A658, chiều dài là 68 và ngang sẽ là 56,5. Với sản phẩm này quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg thì có thể là lựa chọn em này. Cái tông màu của mình sẽ là cái tông màu xanh than. Em này là một em áo khoác gió có mũ ở đằng sau. Các bác chúng ta nên sử dụng những cái sản phẩm áo khoác có mũ như này để chúng ta giữ ấm phần đầu, phần cổ, phần tai của mình. Dưới đây thì cũng không thể thiếu được các cái thiết kế túi chéo cho quý chị chúng ta sử dụng rồi. Chất liệu gió hai lớp này, bên trong có thêm cho mình một cái lớp lót cũng rất là dày dặn để đảm bảo với quý chị là chắn gió chống bụi cũng như là giữ ấm rất là tốt. Mã A658. Và tiếp theo sẽ là một sản phẩm áo với tông màu đỏ. Cho các bác nào yêu thích những cái tông sáng màu thì mình có thể là tham khảo qua cái em áo gió màu đỏ này của nhà Reebok với mã là A659, chiều dài là 66, ngang là 54 và vai là 47, size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg. Phía dưới đây thì sẽ có cho mình hai cái thiết kế túi chẻ và túi vuông này. Túi cũng khá là rộng rãi thoải mái và còn có thêm một cái miếng dán như này để quý chị chúng ta đựng đồ, có thể là bảo quản đồ đạc được tốt hơn. Chất liệu của mình là chất liệu gió hai lớp, bên trong có thêm một cái lớp lót rất là mềm mịn để đảm bảo cho quý chị là vừa chắn gió chống bụi tốt mà mặc lên lại còn thoải mái dễ chịu, form dáng suông rất là dễ mặc dễ dùng. Mã sẽ là A659. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo với cái tông màu cũng khá là độc đáo này. Em này sẽ là cái kiểu tông màu đỏ mận, đỏ đậm, mã A660, chiều dài là 67, ngang là 54 và vai sẽ là 43,5. Size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn em này. Thiết kế áo cổ bẻ rất là nhã nhặn lịch sự. Và cái các phần cúc ở đây sẽ là cúc bấm kim loại, cũng rất là thuận tiện để cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Bác nào mà yêu thích cái phong cách đơn giản lịch sự nhẹ nhàng, chúng ta có thể là lựa chọn em này. Cái form dáng của mình không bị quá rộng đâu, nên bác nào muốn mặc gọn gàng chúng ta lựa em này mặc cũng rất là ok luôn. Cái đường lai áo thì còn có thêm một cái dây đai này. Bác nào muốn mặc gọn hơn nữa, chúng ta có thể là dùng cái dây này mình kéo cái phần lai áo này lại. Đây sẽ là một cái sản phẩm rất là basic đơn giản để các bác lựa chọn mặc hàng ngày. Độ mới cũng còn rất là cao. Và đặc biệt em này cũng là một cái sản phẩm áo gió hai lớp, bên trong còn có thêm một cái lớp lót nữa cơ. Nên các bác yên tâm về cái độ dày dặn của em này. Mã của sản phẩm sẽ là A660. Ra xa một chút cho quý chị coi lại toàn bộ cái form dáng của sản phẩm. Rồi tiếp theo chúng ta đến một thiết kế áo khoác gió với cái họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ô vuông. Em này thì sẽ là một thiết kế chính hãng của nhà Fila. Bên trên ngực áo mình có một cái hình thêu logo cũng như là tên của Fila. Mã A661, chiều dài là 70 và sau là 76, ngang là 55 và vai sẽ là 43,5. Đằng sau thì có cho mình một thiết kế mũ rộng rãi này. Và chất liệu của em này cũng là chất liệu hai lớp luôn. Và bên trên này tem mác chính hãng của nhà Fila. Và sẽ có cho mình thêm một cái lớp lót lưới để đảm bảo với quý chị là mặc lên thoải mái dễ chịu cũng như là chắn gió chống bụi được tốt hơn. Thì dưới đây thì cũng có túi chéo cho quý chị chúng ta dùng luôn. Và toàn bộ túi sẽ là có khóa như này, các bác đựng đồ không bao giờ lo bị rơi bị mất. Mã A661, một thiết kế chính hãng của nhà Fila. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo tông màu xanh than. Em này là một thiết kế của nhà Montblanc với mã là A662, chiều dài là 65 và sau là 68, ngang là 53. Size M cho quý chị chúng ta xung quanh 60-65kg có thể lựa chọn em này. Một cái thiết kế vô cùng là cơ bản, đơn giản, basic để các bác lựa chọn mặc hàng ngày. Chất liệu của mình cũng là cái chất liệu gió mềm mịn và có một cái lớp lót lưới ở bên trong. Một thiết kế cũng rất là đẹp với mã là A662. Dưới đây cũng đầy đủ túi chéo cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Và túi của mình cũng là có khóa rất là cẩn thận.
Rồi tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo tông màu đen, em này còn rất là mới. Một thiết kế của nhà Hugh Croc với mã là A663, chiều dài là 71, ngang là 61, size XL cho quý anh chị chúng ta từ 70 đến 75kg. Em này thì sẽ là một thiết kế áo góc gió trơn, không có quá nhiều các cái chi tiết gì ở bên trên sản phẩm này. Cái đường vai và đường tay áo thì sẽ có cho mình một cái đường kẻo tông màu trắng này. Chất liệu cũng là chất liệu gió hai lớp, với lớp lót bên trong là một cái lớp lót nỉ cũng rất là dày dặn. Phía dưới đây có túi chéo cho quý chị chúng ta giữ ấm tay, cũng như là mình đựng đồ, đựng ví, tiền, điện thoại khi mà đi ra ngoài. Lai áo thì sẽ có một cái đường, một cái thiết bị co rút như này để các bác có thể điều chỉnh cái lai áo. Các bác muốn mặc suông hoặc là mặc ôm chúng ta đều có thể là sử dụng được. Mã của mình sẽ là A663, một thiết kế áo với cái tông màu đen trơn rất là cơ bản basic và độ mới còn rất là cao, nên là bác nào mà chúng ta vừa vặn bên này thì nhanh tay chúng ta liên hệ đặt hàng với nhà Style Gym. Sản phẩm cuối cùng cũng là một cái sản phẩm rất là chất lượng trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu Kepa với mã là A664, chiều dài là 67 và ngang sẽ là 58. Với sản phẩm này quý chị chúng ta từ 60-65kg thì các bác hoàn toàn có thể là yên tâm lựa chọn một con áo cực kỳ đẹp trong buổi live ngày hôm nay với cái độ mới còn rất là cao. Một thiết kế chính hãng của nhà Kepa, bên trên ngực áo chúng ta có một cái logo của thương hiệu và cho quý chị chúng ta coi ở bên trong này, lớp lót rất là xịn sò. Cái phần cổ áo thôi nó cũng là cái lót nỉ rồi, nên là các bác yên tâm về độ chắn gió chống bụi cũng như là giữ ấm của em này. Dưới đây thì sẽ có cho quý anh chị các cái thiết kế túi chéo này để các bác có thể giữ ấm tay cũng như là mình đựng đồ. Một con áo cực kỳ đẹp đến từ thương hiệu Kepa, nhà sản xuất cam đoan là toàn bộ đều là hàng chính hãng luôn, nên là các bác yên tâm. Thiết kế tuy đơn giản thôi nhưng mà mặc lên cũng rất là trẻ trung và cái tính ứng dụng của nó thì lại rất là cao. Mã A664 này và mọi thông số thì các bác có thể là quan sát ở phía bên tay trái màn hình. Đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình các cái sản phẩm mà quý chị chúng ta yêu thích. Nhà Xanh Đồ Xin xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ Nhà Xanh Đồ Xin bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi Nhà Xanh Đồ Xin ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.